Hà Nội bỗng chuyển lạnh trong ngày hè. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc vào ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, gây mưa dông và giảm nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc Bộ và một phần Tây Bắc. Miền núi phía Bắc trở lạnh, có nơi ghi nhận mức nhiệt xuống dưới 16 độ C. Ghi nhận của phóng viên báo Lao động, trong ngày 16 tháng 5 tại Hà Nội trời đã ngừng mưa, tuy nhiên trời vẫn nhiều mây và âm u. Nhiệt độ duy trì ở mức 19 đến 21 độ khiến người dân khi ra đường đã phải mặc áo dài tay và áo khoác ngoài để giữ ấm. Nhiều người mặc cả áo phao, trùm khăn kín mít khi đi đường để cản cơn gió lạnh. Nhiều quán ăn phục vụ đồ ăn sáng đông nghịt khách. Những ngày trời trở lạnh, nhiều người dân tìm đến những món ăn nóng hổi như phở, bún để nạp năng lượng cho một ngày làm việc. Với những người lớn tuổi, thời tiết trở lạnh là khoảng thời gian lý tưởng để nhâm nhi chén trà nóng và hàn huyên tâm sự cùng bạn bè. Với những người lao động tự do phải làm việc ngoài đường, mặc dù đã mặc áo khoác nhưng nhiều khi vẫn co ro vì lạnh mỗi khi có gió thổi qua. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.